Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm vỏ sai kỹ trang cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Con Đào Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của em Nam, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình clip khai trương đầu năm của em Nam ạ. Hôm nay thì em Nam cũng có một số cây sư bông bình lợi với lại nghệ ngọc toàn giao lưu cùng cô chú để mình về lấy vo nhân giống ghép chuẩn bị cho năm sau cô chú anh chị ha. Ngoài ra thì chỗ em Nam có rất là nhiều loại giống, quý cô chú anh chị thích sưu tầm liên hệ với số điện thoại giúp em ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ đầu clip em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình cây nghệ ngọc toàn, chia sẻ mật hoa cho quý cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm giống luôn ạ. Hoa rất là thơm quý cô chú anh chị. Cây này cũng rất là sai bông luôn quý cô chú ha. Bông chùm chùm luôn mà hoa rất là dễ thương luôn nha quý cô chú. Cây này thì mình ghép với phôi mai vàng cây nái của vườn cô chú anh chị ha. Cái chọc ghép rất là to luôn quý ạ. Cái giống mai này nó thơm dữ lắm luôn quý cô chú anh chị ha. À, trên một cái hoa này nó có hai màu luôn hết cô chú. Em đang quay mà cái mùi nó thơm dữ lắm luôn á cô chú. Dạ rồi em xin phép được vô clip chia sẻ luôn ạ. Chị xin chào em Nam ơi. Dạ em chào chị ha. Em chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai cúc họ Hương và siêu ông Sài Gòn bà nhị ngọc toàn ha. Giờ cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép nha cô chú anh chị. Bây giờ một cây đầu tiên là một cây cúc họ Hương ha. Mã số 21T. Cây sát lớn, cái tàn thùm lùm luôn á quý cô chú anh chị. Cây này lấy được siêu bo luôn nha cô chú. Quá chừng cái gốc lớn luôn cô chú anh chị. Dạ, mình thân ngay điểm này là được 42 ha. Dạ, mình được 42. Chiều cao là được 98. Tán ngang là được 1m2. Rồi, cây mã số 21T. Mình giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3.700.000 ha. Dạ, 3.700.000 nha cô chú. Cây này về cắt bo thoải mái luôn á với cô chú. 3.700.000 hả cô chú anh chị? Dạ 3.700.000. Hoành lớn, sát lớn mà cái tàn lớn luôn hả cô chú anh chị? Cây này lấy bo ghép hết nguyên vườn luôn hả cô chú? Rồi, dạ cây mã số. Rồi, mã số 22T. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ, mình ghép với phôi mai dán trực hả cô chú? Cây này thì em thả về cho cô chú anh chị lấy bo ghép ha. Siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương cô chú anh chị. Dạ. Cây này có đế hết trơn nha cô chú. Rồi, đế vàng ươm luôn á. Ngay cái điểm này ha. Điểm này là được 26 nè cô chú anh chị. Dạ. Củ đế đặt là được 40 nha. Chiều cao là được 1m05. Tán ngang là được 99. Rồi, cây siêu bông Sài Gòn mã số 22T. Em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800.000 nha. Dạ, cái này lấy hoa liền được luôn á cô chú anh chị. Cái này bo này là ghép rất là ngon luôn cô chú anh chị. Dạ. Mã số 23T. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Cái này thả tàn về mình cắt bo được nhiều lắm cô chú. Cái này tàn cũng khá là tròn luôn cô chú anh chị. Dạ. Về mình cắt con cho mình lấy bo ha. Dành lại để mình chơi Tết 2025 nha. Rồi, hoành thân là được 18. Cây có bệ đế sổ rồi hả cô chú anh chị. Chiều cao là được 90 nha. Tán ngang được 84. Rồi cái siêu bông Sài Gòn này ha, em cũng xin giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800.000 hả cô chú anh chị. Dạ 800 nha cô chú, cây nào cũng có bệ đế, cây này có chi tử nha cô chú anh chị. Mã số 24T. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cái này về mình lấy bo rất là nhiều luôn á. À, cái này lấy bo được liền mà được nhiều nữa ha cô chú anh chị. Bo rất là ngon. Càng năm chơi Tết là vui luôn ha. Dạ. Hoành thân là được 20. Chiều cao là được 1m02. Tán ngang được 1m02 luôn. Rồi cái siêu bông Sài Gòn mã số 24T. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.200.000 nha. Dạ, 1.200.000. Mã số 25.
25T cũng là một cây cúc họa hương nha cô chú anh chị. Dạ, cái này tàn cứng tàn luôn nha cô chú. Cây này tàn quá chừng ngon luôn. Dạ, hả? Cái bể đá nó sổ ha cô chú anh chị không? Dạ. Rồi, quanh thân của cây là được 19. Chiều cao là được 1m07. Tán ngang 1m06. Rồi cái cúc họa hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1,1 triệu nha. Nó số 25T. Dạ, 1 triệu 100 ngàn là có 1 cây quá trời bo luôn á cô chú anh chị. Rồi. 26T. Rồi, 26T cũng là một cây đa phúc nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này đế cũng cải đường luôn với cô chú anh chị ha. Rồi. Quanh thân là được 24. Chiều cao là 1m04. Tán ngang là được 58. Rồi, cây này giao lưu của chú anh chị mình giá là 700 ngàn ha. Dạ. 27T. Cái này cũng thả tàn dài thuộc lượt luôn á. Rồi, mã số 27T hả cô chú anh chị. Một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha. Quỳnh Hân là được 21. Củ đế đặc là được 35. Chiều cao là được 1m. Tán ngang là được 88. Trời, cái siêu bông Sài Gòn mã số 27T giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 850 ngàn nha. Cái bo của nó không là dài tới khoảng 50-60 cm luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 28. 28T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Dáng hơi siêu nhẹ có củ đế đặc ha. Quỳnh Hân là được 18. Củ đặc là được 30. Chiều cao là được 84. Tán ngang 50. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 650 ngàn bao phí ship luôn. Cái này lấy vài chục bo là thoải mái luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 29. 29T cũng là một cây cúc họa hương như cô chú anh chị. Cây này thì hân lắc ha. Cây này, cây này thì có bị lỗi như này nhưng mà nó có em có trát keo rồi ha cô chú anh chị. Cái bo già bo lắm rồi chứ. Dạ. Bình thân ở điểm này là được 19 nha. Rồi. Chiều cao của cây là được 74. Tán ngang là được 82. Rồi cái cúc họa hương này ha, em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 1,2 triệu nha. Dạ, cái này vừa lấy vô mà vừa chơi được cái phôi quá luôn đó cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ, cái mã số 30. 30T cũng là một cây cúc họa hương đó nha cô chú anh chị. Dạ. Cây thì có mặt hoa sẵn ăn cây ha. Ở hàng này vừa lấy vô là đã luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Quỳnh Hân là được 18. Củ đặc là được 29. Chiều cao là được 86. Tán ngang 80. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị giá là 700 nha. Dạ. Rồi mã số 30T. 31T. Rồi 31T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ, biết miếng phôi bay dáng trực ha cô chú, thả tàn lấy bo nhiều luôn quý cô chú anh chị ha. Rồi. Quỳnh Hân là được 20. Chiều cao là 88. Tán ngang là 78. Rồi, cây siêu bông Sài Gòn giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700 ngàn nha. Dạ. Mã số 30. 32T. Okay. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Đế củ đế luôn ha cô chú anh chị. Dạ, Quỳnh Hân 24. Củ đặc là 32. Chiều cao là được 72. Tán ngang 67. Rồi cái mã số 32T em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700 ngàn nha. Dạ 700 nha cô chú anh chị, siêu bông Sài Gòn. Dạ, em xuống cây luôn. Dạ mã số 33T cũng là một cây nhị ngọc toàn ha cô chú anh chị. Cây này lùn lực mà tàn cứng tàn luôn á cô chú. Rất là
toàn lắm anh chị. Cây này về cô chú anh chị cách mặt hoa luôn được cũng ha, nốt nụ quá chừng luôn. Rồi Quỳnh Hân là được 23, chiều cao là được 74, tán ngang là được 90. Rồi cái nhiệt gặp tầng giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.800.000 bao phí ship nha. Dạ, lấy bò siêu bò luôn á cô chú anh chị. Mã số 34. 34T cũng là một cây nhiệt gặp tầng luôn cô chú anh chị. Dạ. Tàn thông ấm cây, cây có mặt hoa sẵn cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Cây này thì có sù chảy luôn ha cô chú anh chị. Rồi, Bình Hân là được 24, chiều cao 75, trái ngang 60. Rồi, cây nhà lưu của chú anh chị mình giá là 2 triệu nha. Dạ, 2 triệu nha mấy cô chú anh chị nha. Cây này vừa lấy bo vừa test được mặt bông luôn cô chú anh chị. Là cây có sù nữa cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Mã số 35T, cũng là một cây nhị ngọc tròn đó nha cô chú anh chị. Ủa, cây này cái tàn quá trừng tròn luôn nè ha. Giờ cô chú anh chị lấy bo thả ra luôn. Dữ hả, Tết năm sau là cái tàn thùm lùm luôn hết cô chú anh chị à. Thấp thân thấp luôn à. Rồi. Bình Hân là được 22, chiều cao 97, trái ngang 77. Rồi cái nhiệt ngọc tầng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.700.000 ha. Thì cây mã số 35T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha. Dạ.